Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau phần điểm lại những tin tức nổi bật diễn ra trong tuần, chương trình tối nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Cần Đước hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng cho nông dân vùng bị thiệt hại do hạn hán khắc phục sản xuất. 6 tháng đầu năm 2015, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là trên 56.000 lao động, đạt gần 60% kế hoạch năm. Bây giờ, mời quý vị theo dõi những tin tức nổi bật diễn ra trong tuần. Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong tuần Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2015 trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong 6 tháng đầu năm 2015, nền kinh tế cả nước tiếp tục phục hồi và đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tăng trưởng GDP đạt 6,28%, cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Tại Long An, trong 6 tháng đầu năm 2015, tăng trưởng kinh tế cao hơn cùng kỳ đạt 10,2%, tình hình sản xuất nông nghiệp ổn định, chỉ số phát triển công nghiệp IPP tăng 12,54%. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, cần phải làm rõ đề xuất tăng mức dầu thô phải khai thác, nguyên nhân cần điều chỉnh mức tăng khi vào thời điểm đầu năm. Chính phủ bàn đưa ra mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,2%. Tuần qua, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 đơn vị tỉnh Long An đã có các buổi tiếp xúc cử tri các địa phương trong tỉnh sau khi trở về từ kỳ họp thứ 9. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri có nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến một số vấn đề như tình trạng giá cả nông sản bấp bênh, nông dân được mùa thì mất giá, vấn đề ô nhiễm môi trường từ phát triển công nghiệp ngày càng trở nên báo động. Cử tri đề nghị nhà nước cần có biện pháp giám sát xử lý, vấn đề mua bảo hiểm và được hưởng chế độ bảo hiểm đối với người cao tuổi, vấn đề an toàn thực phẩm, tình trạng xuống cấp của đường giao thông, sự suy thoái đạo đức trong giới trẻ. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan chính sách bảo hiểm xã hội, giải quyết việc làm, tiền lương cho cán bộ cấp cơ sở cũng được cử tri đặc biệt quan tâm. Cùng với hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, tuần qua hơn 15.200 thí sinh của tỉnh Long An cũng đã bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015. Trong số hơn 15.200 thí sinh của Long An dự thi năm nay, có hơn 12.400 thí sinh dự thi tại các cụm thi liên tỉnh. Còn lại, hơn 2.800 thí sinh thi tại các điểm thi của tỉnh để xét công nhận tốt nghiệp, trung học phổ thông mà không đăng ký xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Kỳ thi kéo dài 4 ngày và đã kết thúc ngày hôm qua, 4 tháng 7. Theo đánh giá của ngành giáo dục, kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc. Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra trên 11.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 4.500 người và làm bị thương trên 10.000 người. So với cùng kỳ năm 2014, các tiêu chí số vụ số người bị thương đã giảm sâu. Những con số này được thông tin từ hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2015 diễn ra tuần qua. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu các bộ ngành địa phương có các biện pháp thiết thực, cụ thể, thực hiện tốt nghị quyết của Quốc hội giảm 3 tiêu chí trong tai nạn giao thông. Vừa rồi là nội dung phần điểm tin, chương trình tiếp tục với một số nội dung khác. Thời gian qua, mặc dù tình hình kinh tế có nhiều biến động, nhất là thị trường tiêu thụ, giá cả nguyên vật liệu, chi phí đầu vào tăng cao, nên hầu hết các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đều gặp khó khăn về vốn sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên hiện nay, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Cần Giuộc đã từng bước khôi phục sản xuất, tăng dần giá trị sản xuất, nhất là trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là ngành kinh tế chủ lực của huyện Cần Giuộc, chiếm tỷ trọng 50% trong cơ cấu kinh tế, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của huyện. Hiện toàn huyện có 10 khu cụm công nghiệp, 571 doanh nghiệp, 145 cơ sở nhỏ lẻ và 3.196 hộ kinh doanh đang hoạt động, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho 28.000 lao động. Đặc biệt, tại khu công nghiệp Lâm Hậu, một số cơ sở chế biến thực phẩm và cơ khí chế tạo đã đi vào lĩnh vực đầu tư sản xuất công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. Theo đó, năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đạt trên 5.800 tỷ đồng, ước thực hiện cho năm 2015 đạt khoảng 8.300 tỷ đồng. Trong đó, phát triển chủ yếu ở ngành dệt, may da, chế biến thực phẩm. Ngoài ra, trên lĩnh vực chế biến lương thực thực phẩm và đồ uống cũng góp phần đáng kể cho việc tăng giá trị sản xuất và sử dụng nhiều lao động tại địa phương.
Trong tương lai, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện tăng trưởng nhanh và tiếp tục giữ vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế của địa phương. Hơn 29.000 tỷ đồng, đó là tổng giá trị sản xuất mà huyện Bến Lức đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015, tăng trên 38% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực sản xuất công nghiệp có sự phát triển mạnh nhất, tăng 40% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp đã chủ động đẩy mạnh sản xuất, trong đó ngành nghề duy trì phát triển mạnh chủ yếu vẫn là cơ khí, thức ăn gia súc, may mặc, giày dép. Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp. Tính đến nay đã tiếp nhận thêm 64 doanh nghiệp trong nước đến đầu tư. Thương mại dịch vụ cũng tiếp tục được đẩy mạnh với tổng giá trị đạt được là trên 2.000 tỷ đồng, tăng trên 28% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại tiếp tục duy trì phát triển, giá cả hàng hóa bình ổn, các đơn vị kinh doanh tiếp tục đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, người dân ưu tiên dùng hàng Việt. Về lĩnh vực nông nghiệp, diện tích cây mía có chiều hướng giảm nhưng tăng diện tích cây chanh. Đến nay, toàn huyện có trên 3.500 hectare chanh, trong đó có khoảng 3.000 hectare cho thu hoạch. Từ đầu năm đến nay, giá chanh duy trì ổn định, góp phần nâng cao đời sống người dân. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cần Đước phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phước Đông, Long Hữu Đông và Long Hữu Tây tổ chức trao tiền hỗ trợ khôi phục sản xuất cho nông dân dùng bị thiệt hại do hạn hán. Vụ lúa hè thu năm 2013 do hạn hán kéo dài đã làm hơn 655 hectare lúa của nông dân các xã Dùng Hạ, huyện Cần Đước bị thiệt hại nặng, đặc biệt là xã Long Hữu Đông, Long Hữu Tây và Phước Đông. Người dân phải xả lại nhiều lần, tốn khá nhiều chi phí. Căn cứ quyết định 142 ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh, huyện Cần Đước tiến hành thống kê số diện tích lúa bị thiệt hại trên 70% do nắng hạn kéo dài, với mỗi hecta được hỗ trợ 2 triệu đồng. Tôi làm thì được mẫu mốt ruộng, mà cái năm 2013 lúa bị thất mùa, nó bị vàng lùn, nó coi như là quỷ nhiều lắm. Nay nhà nước được hỗ trợ như vậy thì mình bà con ta rất mừng. Theo thống kê, có 1.374 hộ nông dân được hỗ trợ trong đợt này với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ trên 1,3 tỷ đồng. Ngoài việc hỗ trợ khôi phục sản xuất, trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã phối hợp với các xã tiến hành nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng để bà con nông dân có điều kiện dẫn nước vào tưới tiêu phát triển sản xuất. Đồng thời, các xã cũng phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các cánh đồng mẫu để nâng cao năng suất trên cây lúa. Thưa quý vị, xuất thân trong một gia đình nghèo nên ngay từ thuở nhỏ, ông Lê Văn Điệp, ngụ khu phố Rọc Chanh, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng đã phải vất vả mưu sinh kiếm sống. Sau khi lập gia đình, cuộc sống càng thiếu thốn trăm bề, nhưng nhờ chịu thương chịu khó và sự đồng cam cộng khổ của hai vợ chồng, gia đình ông ngày càng khá giả và trở thành một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền của huyện Tân Hưng. Để kiếm sống, trước đây ngoài chuyện đi chăn bắt từng con cá, ông còn khai quang được 3 hectare đất sản xuất lúa mùa. Những năm sau này, khi sản xuất được lúa hai vụ, gia đình ông mở thêm dịch vụ xay xát lúa gạo nên cuộc sống dần ổn định. Từ 3 hectare ban đầu, đến giờ ông đã có đến 25 hectare đất sản xuất. Trong gia đình, vợ chồng ông luôn tôn trọng nhau, cùng nhau nuôi dạy con cái lên người, luôn hiếu thảo và có trách nhiệm với ông bà, cha mẹ. Nhờ tình yêu thương và sự quan tâm dạy dỗ chu đáo của cha mẹ, nên 6 người con của ông bà đều có cuộc sống riêng khá giả. Sau khi chia cho các con, ông bà giữ lại cho mình 12 hectare đất sản xuất lúa. Trải qua những tháng ngày cơ cực, giờ gia đình ông đã có cuộc sống ổn định với mức thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm. Điều đáng quý ở ông là tấm lòng nhân hậu, luôn yêu thương và cảm thông chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Khi láng giềng gặp khó khăn, ông đều giúp đỡ hết lòng. Bên cạnh đó, ông cũng luôn tích cực tham gia các phong trào xã hội ở địa phương. Gia đình dưỡng ba thì cũng tốt, cũng được đó, tôi thấy cũng được, cũng tốt đó. Bây giờ cũng như là chồng sớm lắng liền á, nó đau bệnh hay chuyện gì á, nó khó khăn á, là cả lẫn tiền bạc cũng vậy, thì nó dưỡng ba có, dưỡng ba cũng giúp đỡ, cũng đem đến tham viếng. Nói chung là gia đình của chú Ba Điệp á, là luôn luôn lúc nào cũng là tham gia hội họp, đóng góp xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nói chung là coi như là các cái quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, hoặc gia đình gặp khó khăn, những gia đình neo đơn là chú Ba đều giúp đỡ. Với những đóng góp thiết thực của gia đình mình trong phong trào thi đua lao động sản xuất, trong phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa ở địa phương, nhiều năm liền, gia đình ông Lê Văn Điệp được tuyên dương khen thưởng vì đạt thành tích nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình văn hóa tiêu biểu các cấp.
Thưa quý vị, hiện nay Đảng bộ và nhân dân huyện Chỉnh Hưng đang tích cực hoàn thành các công trình và phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng cho đại hội Đảng bộ huyện Chỉnh Hưng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra vào ngày 8, ngày 9 và ngày 10 tháng 7 năm 2015. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng bộ huyện Chỉnh Hưng, kinh tế huyện tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 3.917 tỷ đồng, đạt 122% nghị quyết. Trong đó, nông lâm thủy sản là thế mạnh của huyện, với tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Các mô hình chăn nuôi được quan tâm đẩy mạnh phát triển, nhất là đã triển khai thành lập các mô hình, các hợp tác xã chăn nuôi trâu bò. Hiện tổng đàn trâu bò của huyện là hơn 500.000 con, riêng đàn heo trên 5.000 con, tăng 28% so với đầu nhiệm kỳ. Nuôi trồng thủy sản cũng được chú trọng với tổng diện tích mặt nước thả nuôi khoảng 500 hectare. Đặc biệt, huyện tập trung chủ yếu trên lĩnh vực trồng trọt, trong đó cây lúa đóng vai trò chủ lực. Diện tích năng suất sản lượng lương thực hàng năm đều đạt và vượt so với nghị quyết. Sản lượng lúa bình quân mỗi năm đạt trên 34.000 tấn, đạt 117% nghị quyết. Lợi nhuận bình quân 29 triệu đồng một năm. Bên cạnh đó, các mô hình chuyển đổi cây trồng như mè, sen, dưa hấu cũng được chú trọng và mang lại hiệu quả thiết thực. Bây giờ phải nói là cái diện tích lúa trên địa bàn của huyện Vĩnh Hưng thì đều là có rửa chua xả phèn được hết, cho nên do đó mà cái năng suất lúa nó càng ngày nó càng cao. Cộng thêm cái việc làm ăn của mình là cái nhà nước mình tác động về cái hợp tác quá, cái lúa mà cái lồng mẫu, cái lồng lớn đó, thì cái đó bây giờ mình cũng phát triển thì chưa hoàn chỉnh, nhưng mà tôi thấy ở đây nó cũng có cái xu thế tương đối tốt. Song song với cái nông nghiệp thì ở huyện này tôi thấy cũng gần đây là phát triển về cái cơ sở hạ tầng. Hiện nay bộ mặt nông thôn huyện có nhiều thay đổi, nhất là kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được hoàn thiện, hệ thống giao thông từ huyện đến xã được nối liền và thông suốt, nhất là các xã biên giới. 100% xã có đường ô tô được nhựa hóa đến trung tâm, phục vụ tốt sản xuất và đời sống dân sinh. Hiện nay tỷ lệ hộ dân có nhà ở kiên cố và bán kiên cố chiếm 91%, đạt 107% nghị quyết. Hiện nay công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ huyện lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 cơ bản đã hoàn tất theo đúng quy trình, bám sát các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cấp ủy đảng. Văn kiện đại hội được chuẩn bị chu đáo, sát với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, có sự tham gia đóng góp ý kiến của toàn thể đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội đảm bảo khách quan, đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ văn hóa, lý luận chính trị và phẩm chất đạo đức. Công tác tuyên truyền cho đại hội cũng được tăng cường bằng nhiều hình thức, tạo sức lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân. Thông qua cái kỳ đại hội này thì thấy rằng cái công tác cán bộ thì có những cái đổi mới hơn và cũng lựa chọn những đồng chí mà đã khá là thực sự là có trình độ năng lực để mà phục vụ nhân dân. Và nhân dân cũng chỉ kỳ vọng trong cái kỳ đại hội này là như thế để có những cái bước tiến hơn. Trong cái thời gian qua đã là tốt rồi, nhưng mà trong cái đại hội này mong muốn là có thể nó sẽ tốt hơn. Với sự chỉ đạo sâu sát cùng với việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết phục vụ cho đại hội, tin tưởng rằng đại hội đảng bộ huyện lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của nhân dân. Mời quý vị theo dõi phần tổng hợp tin an ninh trật tự an toàn giao thông trong tuần. Tuần lễ từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2015, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ cướp tài sản. Với tình hình trật tự an toàn giao thông, đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 5 người bị thương. Lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông phát hiện hơn 1.300 trường hợp vi phạm, phạt vi phạm hành chính hơn 1,8 tỷ đồng, tước 102 giấy phép lái xe. Chuyển sang phần tin trong nước, Cục Quản lý Lao động nước ngoài cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 56.173 lao động, đạt 59,13% kế hoạch năm 2015 và bằng 101,75% so với cùng kỳ năm 2014. Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 6 năm 2015 là gần 11.800 lao động, trong đó có 3.619 lao động nữ. Dẫn đầu vẫn là thị trường Đài Loan, Trung Quốc với 7.505 lao động, tiếp đến là Nhật Bản 2.324 lao động, Hàn Quốc 654 lao động, Malaysia 582 lao động. Như vậy, tính chung trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 56.173 lao động.
đạt 59,13% kế hoạch năm 2015 và tăng so với cùng kỳ năm ngoái, liên quan đến quy định mới của Malaysia về khám sức khỏe online và kiểm tra an ninh đối với lao động nước ngoài trước khi sang Malaysia làm việc. Cục Quản lý Lao động nước ngoài cho biết đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam cho biết hai quy định này đã được chính phủ Malaysia đưa ra từ ngày 15 tháng 11 năm 2014, nhưng cho đến nay, Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam chưa nhận được thông tin chính thức từ cơ quan chức năng của Malaysia về việc triển khai tại Việt Nam. Trong tháng 7, mỗi đơn vị gồm Cục Thuế Hà Nội, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng cục Thuế sẽ phải công khai danh sách 200 doanh nghiệp có số nợ thuế lớn nhất. Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong tháng này, ba đơn vị gồm Cục Thuế Hà Nội, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng cục Thuế sẽ phải công khai danh sách 600 doanh nghiệp có số nợ thuế lớn nhất. Mỗi đơn vị công khai 200 doanh nghiệp, trong đó 100 doanh nghiệp có số nợ lớn và 100 doanh nghiệp có số nợ lớn gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu. Rất nhiều địa phương như Hà Nội là một trong những tỉnh thành có tỷ lệ nợ động thuế cao. Để giảm nợ động thuế, cơ quan thuế phải tăng cường thanh kiểm tra doanh nghiệp. Theo chỉ tiêu được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao, thì ngành thuế phải đảm bảo năm nay tăng thu 10% so với dự toán. Đây cũng chính là giải pháp để bù đắp phần hụt thu do giá dầu thô giảm mạnh. Bộ Tư pháp vừa có văn bản hướng dẫn về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, bảo đảm người dân có quyền lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban Nhân dân cấp xã. Nhằm hướng dẫn cụ thể về quyền được lựa chọn hình thức công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn Sở Tư pháp, các sở ban ngành, tổ chức có liên quan thực hiện quy định về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013. Bảo đảm người dân có quyền lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban Nhân dân cấp xã. Đối với các địa bàn đã thực hiện việc chuyển giao chứng thực hợp đồng, văn bản từ Ủy ban Nhân dân cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi đã có quyết định chuyển giao xem xét những nơi mà việc chuyển giao đã ổn định, tổ chức hành nghề công chứng hoạt động tốt, đáp ứng được nhu cầu thì xem xét quyết định giữ nguyên việc chuyển giao để tránh gây xáo trộn khó khăn cho người dân.